Rồi chúng ta dựng một cái hình lăn trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân là tại P. Thì ở đây ta sẽ chọn phối hợp ở hai bên ha. Ở bên đây thì ta sẽ chọn nó là cái tọa độ điểm A. Chúng ta tạm thời là nhập vô đó là 3 không ha. Chúng ta vào cái tọa độ điểm nè. Chọn điểm đặc biệt nè. A nè. B nè. C nè. Vậy thì đây là chính là cái tam giác vuông cân rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ ghi là đa giác của mình sẽ mở ngoặc ra mình làm hàm thôi. Điểm của mình là điểm A nè, B nè, C nè. Rồi mình sẽ được cái tam giác ABC. Kế tiếp mình chọn một điểm mà nó vuông góc được với một cái đường hẳn. Tại mình sẽ cái điểm đầu tiên là điểm A thì mình sẽ chọn cái đường vuông góc là cái đường mà nó sẽ vuông góc với cái trục A trước đây nè. Mình chọn đường vuông góc với cái điểm A trước. Rồi mình chọn một điểm nằm trên A, chọn một điểm nằm trên A, điểm này mình đặt tên là A1. Ok, sau đó mình dùng lệnh để lập cái hình lăn trụ lên, đó là hình lăn trụ, và mình chọn đa giác điểm. Đa giác của mình thì đây là tên đa giác ở trên đây, mình vào cái thuộc tính, mình copy cái tên nó cho nhân cần chân C, sau đó vào đây mình cần chân V. Đây điểm của mình đang làm là điểm A1 và mình cần chiếu nó lên cái điểm A1 đây. Rồi xong, vậy thì cái hình đa giác của chúng ta rất đẹp và nó đã được hiển thị lên trên cái hình không gian này rồi. Còn các cạnh này chúng ta muốn nó quét được hay không thì trong cái không gian này thì chúng ta sẽ là nhấp vào các cạnh này nè. À, ví dụ ở đây có xuất hiện các cạnh này hay không đây, đây cạnh mình sẽ nhấp, mình tích vào đây luôn, nó sẽ là mất các cạnh này ra. Ồ, nó hiện các cạnh này ra, mình nhấp vào đây và mình ấn tên vào trong đây, hoặc là mình tô ấn tên nhấp phải vào đây cho nó nhanh để mình vừa vào đây ấn tên. Rồi vậy thì công việc của chúng ta là xong chưa, chúng ta phải đổi tên nữa tại vì D mà. Vậy thì cái điểm D này ta sẽ đổi tên D này ta sẽ nhập là B1, còn E này thì ta sẽ nhập là C1. Rồi chúng ta đã xong việc dựng hình lăn trụ đứng là tam giác vuông cân tại B.